Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Và nếu mà chúng ta ai từng chụp ảnh thì chắc hẳn là chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình một chiếc chân máy như thế này. Nhưng mà không hẳn tất cả ai chúng ta đều biết cách tận dụng hết các chức năng của nó. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu những cái tip để có thể chụp ảnh với chân máy này làm sao cho nó thật là ảo diệu nhất có thể. Và đầu tiên thì chúng ta cần được một chiếc chân máy. Thứ hai đó là một chiếc máy ảnh. Nào, chúng ta cùng đi thôi. Ok, và đầu tiên để thực hiện những cái tip này thì đầu tiên chúng ta phải chuyển cái chế độ chụp ảnh về chế độ M, tức là chế độ manual. Thì tất cả những cái tip ngày hôm nay đều phải sử dụng chế độ manual để chụp. Thì lát nữa tôi sẽ phân tích tại sao lại phải sử dụng chế độ manual này. Ok, một cái tip đầu tiên mà tôi hướng dẫn các bạn thì tôi cũng không biết gọi tên nó là cái gì nữa. Chúng ta cùng xem qua những cái bức ảnh này. Đây có thể coi là một cái tip chúng ta có thể nhân bản cái chủ thể ở trong bức ảnh của chúng ta. Và cái cách để thực hiện thì đầu tiên chúng ta hãy set cái thông số ánh sáng, ISO, tốc độ chụp cũng như là khẩu độ để cho nó vừa nhất có thể. Và cái điều quan trọng tiếp theo, chúng ta sẽ gạt cái chế độ focus ở trên lens này về MF, đó là về chế độ focus tay. Hoặc là chúng ta sẽ lấy nét chủ thể trước, sau đó chúng ta sẽ gạt về MF để nó khóa nét lại. Đó. Và bây giờ là cách để thực hiện. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ set những cái thông số ánh sáng, khẩu độ và ISO, khẩu độ và tốc độ màn chập cố định một thông số, bởi vì chúng ta chỉ có để ở chế độ M thì mới cố định những cái thông số này thôi, để cho những cái bức ảnh tiếp theo nó không có cái độ sai lệch so với nhau. Đó, ok. Đó, và chúng ta chuyển chế độ focus sang chế độ focus tay. Đó. Rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gọi bạn mẫu của chúng ta vào. À Bình ơi, mời hình cái con. Đứng sát sang bên trái, bên phải một chút nào. Ok. Chúng ta sẽ focus. Đứng im nhá, lấy nét nhá. Rồi. Giảm ISO xuống một chút. Rồi. Anh đặt vừa lờ. Đứng im nào. Chụp ai. Ok, một bước. Đi sang phải. Rồi, đứng im đấy. Rồi, ok. Và đây chúng ta đã chụp được hai bức hình ở đây. Và bây giờ là bước tiếp theo, bước chỉnh sửa hình ảnh. Chúng ta sẽ cùng vào Photoshop và chỉnh sửa. Và bây giờ thì sẽ đến cái bước là chúng ta sẽ chỉnh sửa cái hình ảnh đó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ mở Photoshop lên và import hai cái bức ảnh mà chúng ta đã chụp vào đây. Sau đó thì chúng ta sẽ kéo một bức ảnh này chồng lên cái bức ảnh kia như thế này đó. Và kéo cho nó khớp vào nhau. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng cái công cụ xóa. Chúng ta có thể dùng cái nút ở đây như này, hoặc là sử dụng phím tắt là phím E. Đó. Vậy là chúng ta đã nhân bản được thành công cái bức ảnh này. Bây giờ chúng ta muốn làm chi tiết hơn một chút thì ở đây nó có cái bóng của nhân vật này, nó đổ xuống đây. Chúng ta sẽ dùng bút chúng ta cắt nó đi. Cắt nó vào. Đó, và sau khi mà chúng ta đã chọn được cái vùng mà chúng ta muốn cắt rồi, chúng ta sẽ ấn Ctrl Enter. Sau đó thì ấn vào cái phần chọn ở đây, hoặc là ấn nút V kép. Đó, và chúng ta sẽ trượt phải vào cái vùng chúng ta đã chọn là ấn Layer V cắt. Và chúng ta tắt cái phần chúng ta vừa cắt đi. Ok. Vậy là xong, bức ảnh chúng ta đã hoàn thành. Rất là đơn giản thôi đúng không nào? Ok, và cái tip tiếp theo mà tôi hướng dẫn đến các bạn thì tôi tạm gọi đây là cái cách chụp ảnh bóng ma. Tức là chúng ta vẫn tận dụng cái thao tác giống như là cái tip trước, nhưng mà chúng ta lại thay vì nhân bản vật thể lên thì chúng ta lại xóa bớt các cái chi tiết ở trong bức ảnh đi, tạo lên một cái hiệu ứng có thể nói là rất là ma mị. Rồi chúng ta cùng xem cách thực hiện như thế nào nhá. Chi tiết tiếp theo thì chúng ta sẽ vẫn sử dụng những cái thông số giống như là ở cái tip đầu tiên. Chúng ta vẫn sẽ set những cái thông số như thế và ở chế độ chế độ focus tay đó. Và chúng ta sẽ cho bạn mẫu của chúng ta cầm một cái vật gì đó che một nửa người bên dưới đi. Ok, nào, che đi. Rồi. Chúng ta sẽ chụp
một bức ảnh. Rồi, đi ra ngoài. Đó, cho bạn này đi ra ngoài. Ra hẳn khỏi khung hình, ra hẳn ngoài. Đó. Và chúng ta sẽ chụp một bức hình nữa. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến cái bước thực hiện hậu kỳ cho cái bức ảnh này. Thì cũng giống như là cái thao tác của cái chip đầu tiên, chúng ta lại tiếp tục import cái bức ảnh mà chúng ta vừa chụp vào. Đây. Đây tôi có hai bức ảnh, chúng ta sẽ cùng import nó vào. Đó, chúng ta được một cái bức ảnh như thế này. Sau đó thì tôi sẽ kéo cái bức ảnh mà có nhân vật này chồng lên trên bức ảnh này. Chồng lên trên bức ảnh chồng không. Và chúng ta kéo, tiếp tục kéo cho nó khớp vào nhau như thế này, ok. Và bây giờ công việc chúng ta vẫn là cắt cái chủ thể này ra. Chúng ta lại dùng công cụ pen. Dùng nó kỹ lên một chút, cắt cho nó chuẩn. Rồi, vậy là xong, lại tiếp tục Ctrl Enter, ấn V kép và xóa cái layer mà chúng ta vừa mới. Đó, vậy là nhân vật chúng ta bây giờ đang lơ lửng, biến mất chân luôn. Rất là đơn giản thôi đúng không nào? Mọi thứ rất là đơn giản, không có gì phức tạp cả. Vậy là chúng ta đã tạo được thành công hiệu ứng bóng ma ở trên cái bức ảnh này. Ok, và cái tip cuối cùng mà tôi hướng dẫn đến các bạn thì cái tip này có thể nói là sẽ vô cùng phổ biến với chúng ta, đó là cái cách chụp ảnh phơi sáng hay còn gọi là long exposure. Nhưng mà lần này tôi sẽ không hướng dẫn những cái quá là phổ biến nữa, mà cái tip này sẽ hướng dẫn các bạn một cách hơi đặc biệt một chút. Thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu cái cách thực hiện nào. Và ok, với cái tip cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay thì chắc hẳn là chúng ta sẽ phải chờ đến khi trời đủ tối để có thể thực hiện phơi sáng đúng không nào. Và bây giờ đã là 10 giờ 30 phút tối rồi. Và tôi sẽ đi ra một nơi đủ tối để có thể thực hiện cái kỹ năng phơi sáng này. Thì kỹ năng phơi sáng của chúng ta ngày hôm nay sẽ là light painting. Nó hơi khác so với phơi sáng bình thường một chút. Thì chúng ta sẽ vẽ ánh sáng. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta vẫn sẽ cần đến một bộ máy và chân máy ảnh như thế này. Đó. Tiếp theo thì tôi sẽ dùng một chiếc đèn flash điện thoại. Hay là chúng ta sẽ dùng một cái đèn nào đó bé bé kiểu như thế này cũng được. Và nào chúng ta hãy cùng đi thôi. Ok, và tôi đang có mặt ở một cái công viên đằng trước nhà. Thì tôi nghĩ là ở đây cũng khá là đủ tối để thực hiện phơi sáng. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng set cái thông số để mà chụp phơi sáng bây giờ. Ok. Và tôi sẽ set cái tốc độ chụp là 4 giây. Tốc độ màn chụp là 4 giây. Khẩu độ tôi để f9.0 và ISO là 100. Ok. Và bây giờ thì tôi sẽ focus. Tôi sẽ focus vào chủ thể. Ok, và sau khi mà đã lấy nét xong chúng ta sẽ bắt đầu chụp. Chuẩn bị nhá. Bắt đầu. Rồi, ok. Thì bên nó có ra hình. Ok, và đây là thành quả của chúng ta. Đó. Đây là thành quả của chúng ta, trông cũng rất là hấp dẫn đúng không nào? Thử một cái nữa đi. À, bây giờ sẽ tạo một hình xoắn ốc đi về gần phía chúng ta. Ủa sao đen xí này. Thì lần này tôi sẽ để thời gian phơi sáng lâu hơn và tôi sẽ khép khẩu độ lại bé hơn. Ok, thời gian phơi sáng lên đến 8 giây đi. Và khẩu độ là F13. Tôi nghe bé hơn thì nữa đi. F16 đi. Bắt đầu. Rồi cứ đi qua luôn. Ok. Rồi xong. 8 giây sẽ hơi lâu. Chờ một chút để trong máy nó load ảnh đã. Ui, chậm vãi. Đây. Nhưng mà nó bị tối mất một vùng nhưng mà không sao. Nhìn cũng ảo phết. Nếu mà lúc đó mẫu của chúng ta đi nhanh hơn thì sẽ không bị dính một vùng tối vào như thế và sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Ok, vậy thì vừa xong chúng ta đã cùng đi qua một số những cái tip để có thể tận dụng được cái chân máy này. Và ngoài ra các bạn còn cách chụp ảnh nào khác hãy để lại bình luận ở phía dưới nhá. Và đừng quên nhấn like cũng như subscribe kênh để có thể nhận thêm video tiếp theo của chúng mình. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.